Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVG Channel. Mình là Abinkha đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một mẫu laptop đến từ Dell. Nhưng mà lần này nó là gaming giá siêu rẻ các bạn nhé. Wow. Mình thấy rằng là trên kênh DVG thì mọi người yêu cầu rất nhiều về một dòng laptop gaming mà giá nó rẻ cơ. Tầm khoảng 10 triệu mà muốn có laptop gaming. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn cái chiếc laptop này. Đó chính là Dell Inspiron 7447. Chiếc máy này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái card trời GeForce GTX 850M. Thì đây là một cái card trời mình nghĩ rằng là nó vừa đủ để chúng ta có thể chơi được những cái tựa game cũng như là làm những cái tác vụ nó hơi nặng một xíu ở thời điểm hiện tại. Nói chứ tầm tiền này thì khó mà có thể là đòi hỏi nó có một mức hiệu năng cao được hơn nữa. Đó, thật sự là như thế. Anh này anh đại diện cho một cái chiếc laptop gaming thuộc phân khúc giá khoảng 10 triệu đây. Được ra mắt khá, cũng khá lâu rồi, cách đây khoảng 6-7 năm. Nhưng mà nhìn chung các bạn có thể thấy này, nó vẫn có cho chúng ta là một cái form thiết kế rất trường với thời gian, tại vì nó không có quá nhiều chi tiết hầm hố. Tương lai nó đi theo hướng tối giản, đi theo hướng gọn gàng nhất có thể, thì con này nó đã có một cái form thiết kế cách đây khoảng 6-7 năm rồi, là như thế rồi, đi theo cái xu hướng như thế. Thật không là không thể tin nổi. Thì đối với lại thiết kế của những dòng gaming đến từ Dell thì mình rất ưng về cái khoảng này, là nó trường tồn được với thời gian. Và cái phần màn hình của em này thì nhìn chung mình thấy là nó chưa thật sự là khiến cho mình hài lòng lắm. Nếu như tầm tiền chúng ta bỏ ra là khoảng 9 triệu 8 như thế này, các bạn phải bỏ thêm khoảng 400 nghìn nữa thì may ra nó mới giúp cho chúng ta có một trải nghiệm tốt được với cái phần màn hình có độ phân giải Full HD. Còn màn hình HD này thì mình thấy là nó chưa thật sự là cho một cái trải nghiệm tốt lắm. Cái góc nhìn nó không rộng và cái chi tiết nó cũng không tốt nữa. Con này thì có cái thứ màn hình lên tới là 14 inch nên là không có nghĩa lý gì mà chúng ta phải bắt buộc sử dụng cái độ phân giải chỉ dừng lại là HD như thế này. Mà thay vào đó thì khi chúng ta nâng cấp lên Full HD, nó sẽ nét hơn, nó sẽ cho ra một cái màu sắc tốt hơn, rồi là góc nhìn nó cũng sẽ rộng hơn nữa. Đó. Điều này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của chúng ta rất là nhiều. Còn về cái con chip cấu hình thì con này nó sẽ chạy cho chúng ta là một con chip Core i5-4200H. Đây là một cái dòng chip nói chung là nó cũng sẽ đi theo thiên hướng tập trung về khoảng hiệu năng. Kết hợp với cái con card trời GTX 850M nữa thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm nhìn chung là rất ổn trong cái phân khúc giá khoảng 10 triệu như thế này. Các bạn có thể chơi được liên minh điện thoại thì tất nhiên rồi này. Rồi làm những cái con game như là cố lắm thì lên CSGO, CSGO thì mình nghĩ vẫn chơi khá là ổn, mình không khuyến khích các bạn nha. Chơi khá là ổn, rồi là FIFA cái thứ này kia. Thì nhìn chung là đối với là những cái tựa game như là hai tựa game mình nói là CSGO cũng như FIFA thì nó sẽ nằm ở một cái ngưỡng đó chính là chưa thật sự là ổn nhưng mà nó vẫn có thể là chấp nhận được. Nó sẽ vẫn có những hiện tượng drop thiếu ổn định nhưng mà tầm tiền này chúng ta làm sao có thể đòi hỏi hơn được. Con này thì RAM của nó mặc định thì cũng sẽ là 8GB và SSD sẽ là 128GB. Để mà chơi game lưu game nhiều trên con này thì mình nghĩ là phải bỏ thêm khoảng 500GB HDD này cùng với là 256GB SSD thì nó sẽ hợp lý hơn. Hoặc là 128GB cũng được nhưng mà các bạn cũng phải gọi là xóa thường xuyên đó, nó không phải là quá thoải mái đâu. Và còn về phần bàn phím của con này thì có lẽ là tại vì những cái linh kiện bên trong của một chiếc laptop gaming nó lớn, nó to, nó nhiều hơn so với lại một cái chiếc laptop văn phòng bình thường, cho nên là đặc điểm chung trên những dòng laptop gaming đến từ Dell mình thấy rằng hành trình phím nó khá là nông. Đó, đây là một điểm mà mình nghĩ là Dell thì họ cũng đã tính toán rồi. Thì tầm này nếu như mà người ta không thích bàn phím của cái con laptop này thì họ có thể là mua một cái bàn phím ngoài để dùng rời đó, nó gọi là một cái thiết bị kết nối ngoại vi đó, hoặc là chuột cũng thế. Tất nhiên là chơi game là phải cần dùng đến chuột rồi. Con này thì trọng lượng khoảng là 2,2kg các bạn nhé, cũng khá là nặng nếu như mà các bạn đem so sánh với lại một cái chiếc laptop văn phòng bình thường. Tại vì như mình đã nói, các bạn muốn gọn nhẹ thì chắc chắn là chỉ lựa chọn laptop văn phòng thôi, chứ còn gaming thì phải chấp nhận được đó chính là nó có một cái form thiết kế to dày. Đấy, con này nó không đen, nó màu đỏ và nó có một cái sự kết hợp màu sắc rất là tinh tế ở đây, mình cũng khá là thích. Vỏ này thì cũng chỉ là vỏ nhựa thôi các bạn nhé, chứ không phải là kim loại đâu. Và ở cái phần touchpad thì con này nó sẽ hơi rít nhẹ một tí. Nó sẽ không rít tới mức mà nó gì khi mà chúng ta vuốt dài nó sẽ gì xuống và chúng ta không thể nào vuốt dài một cách thoải mái được. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn có hiện tượng rít các bạn nhé. Đấy, chỉ là nó không đến cái mức đó thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái pin pin rất yếu. Đối với lại một dòng laptop gaming thì mình tự tin nói rằng là pin của nó rất yếu. Con này cùng lắm thì với cái sự hao mòn về mặt thời gian như thế, ra mắt cách đây cũng khá lâu, thì pin của nó chỉ dao động tầm khoảng là tiếng rưỡi cỡ đó, kể cả khi các bạn sử dụng những cái tác vụ nhẹ. Và mình khuyến khích các bạn 100% nhé, đó chính là khi sử dụng với lại một chiếc laptop gaming ấy, thì hãy cắm sạc liên tục vào.
để cho nó giúp hiệu năng nó cao nhất. Tại vì chính cái con laptop này nó cũng không tin vào cái phần pin của nó để mà nó duy trì, nên là khi mà các bạn sử dụng mà không cắm sạc ấy, nó sẽ bóp hiệu năng, nó sẽ giảm hiệu năng xuống ở tầm đâu đó khoảng 50-70% thôi, để nó đảm bảo thời gian sử dụng pin được kéo dài hơn ấy. Thì lúc đó các bạn sẽ cực kỳ khó chịu khi mà cái hiệu năng nó bị bóp và cái trải nghiệm cho ra là không ổn định. Các cổng kết nối của nó thì cũng rất là đầy đủ, tại vì cái độ dày của nó thì cũng khủng khiếp mà, lên tới 2-3 cm. Loa thì cũng chỉ là mang tính chất là chống điếc thôi, mình không đánh giá quá cao. Và xét về mặt tổng thể thì con này sẽ có những cái điểm mà mình ưng ý như sau. Đầu tiên là nó sẽ có một cái form thiết kế rất trường của thời gian, rất tối giản và gọn gàng. Đi kèm với đó là nó sẽ có một cái phần hiệu năng nhìn chung là đáp ứng đủ ở trong cái khung giá khoảng 10 triệu như thế này. Và một cái thương hiệu đến từ Dell nữa. Nhiều đây là quá đủ để chúng ta có thể là xuống tiền được cho em này rồi. Tại vì Dell thì nổi tiếng với bền này, cho nên là các bạn sẽ cực kỳ yên tâm về cái khoảng thời gian sử dụng lâu dài với cái chiếc laptop này. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc laptop Dell Inspiron 7447 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.